Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Trong video bài học khóa học bán hàng bằng livestream này thì bài học này tôi sẽ nói về cái kỹ năng chăm sóc khách hàng sau buổi livestream. Thế thì cái buổi livestream đấy thì mình có thể là tư vấn, mình có thể là bán hàng trực tiếp, mình có thể chốt đơn trực tiếp rồi. Tùy thuộc vào việc là các bạn làm gì với buổi livestream của mình. Thì sau mỗi một buổi livestream thì các bạn nên làm gì? Thì đây là một số những cái lời khuyên căn bản để giúp các bạn có thể hình dung ra cách làm. Thứ nhất là cái buổi livestream của mình có thể có rất nhiều người xem, có thể có hàng trăm đến cả hàng nghìn comment là bình thường. Thí dụ như trước đây tôi livestream đấu giá chẳng hạn thì một buổi đấu giá của tôi có thể có 2-3 nghìn comment, bởi vì là cái comment đấy tôi yêu cầu thả giá vào thì một người người ta có thể comment liên tục cái giá đó. Thế thì tóm lại là sau khi buổi livestream là bao giờ cái video đấy nó cũng sẽ còn cái comment. Thì mình sẽ phải rà lại các cái comment đó, mình xem ai có nhu cầu, ai quan tâm, ai đã mua, ai đã chốt, ai đã bỏ, ai đã hủy đơn, vân vân, để mình sắp xếp, mình phân loại và mình chăm sóc khách hàng. Thí dụ đối với người chưa mua thì mình bắt đầu mình kết bạn, mình inbox, mình tư vấn thêm. Đối với người đã mua thì mình kết bạn, mình inbox, mình đưa vào group khách hàng đã mua để mình chăm sóc sau bán, mình chốt sale, mình hẹn giờ, hẹn ngày, mình giao hàng. Mình lấy số điện thoại, lấy thông tin thêm, đúng không ạ? Đối với những cái phần tử mà gây ra ức chế hoặc khó chịu gì đó, những người mà không tích cực, đúng không? Thì mình có thể là vào xin lỗi, vào cảm ơn, hoặc là mình cũng có thể là xóa những cái comment đó đi, mình lờ đi để giảm cái rủi ro cho mình, hoặc là để giữ cho cái tinh thần làm việc nó được tích cực, đúng không? Chúng ta không nên tranh cãi những cái vấn đề như vậy ở trên Facebook, bởi vì nó sẽ làm cho những người khác cảm thấy là cũng không ok. Và thứ hai nữa, mình cũng có thể có những cái rủi ro, chẳng hạn như là có những người người ta không ok lắm thì như vậy cũng sẽ rất là nguy hiểm cho chúng ta, đúng không? Thì chúng ta cũng hết sức là lưu ý. Rồi thì chúng ta xây dựng một cái bộ chính sách chăm sóc khách hàng sau bán. Bộ chính sách này ví dụ như là mình gọi điện, mình gửi tin nhắn, mình cảm ơn. Khi giao hàng xong thì mình hướng dẫn họ tư vấn sử dụng sản phẩm như thế nào. Một tuần, hai tuần hay một tháng, hai tháng sau mình có gọi điện lại cho họ hay không? Mình có đảm bảo rằng là khách hàng sẽ sử dụng sản phẩm đó tốt, hài lòng với cái dịch vụ của mình hay không? Và bao lâu thì họ sẽ sử dụng cái sản phẩm đấy xong? Họ có thể có khả năng tái mua hay không? Đấy, chăm sóc khách hàng ở đây bao gồm cả việc là trò chuyện, tư vấn, chúc mừng sinh nhật, hoặc là những cái sản phẩm có giá trị, hoặc là những khách hàng lớn. Thì mình cũng có thể là kết hợp offline, tri ân, rồi du lịch nước ngoài vân vân. Tất nhiên là các bạn thấy là thông thường chúng ta livestream bán hàng những cái sản phẩm rẻ, những cái sản phẩm một vài chục nghìn, một vài trăm nghìn thì nghe chừng có vẻ như là offline, rồi tri ân, rồi đi nước ngoài du lịch vân vân, nghe chừng có vẻ kinh khủng quá. Thế nhưng mà về mặt lý thuyết là các bạn hoàn toàn có thể làm, bởi vì doanh số các bạn bán tốt, hoặc là có những khách hàng lớn thì chúng ta có thể trở nên thân thiết. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng chính khách hàng làm đại sứ thương hiệu cho chúng ta. Khách hàng nói tốt về chúng ta, khách hàng livestream cùng với chúng ta. Đúng không? Mời khách hàng livestream nói về tại sao thích mua hàng của tôi, tại sao thích bán hàng. Cái người bán hàng này tại sao thấy ok vân vân, cảm nhận như thế nào. Đấy. Hoặc là chúng ta cũng có thể là trò chuyện với khách hàng của mình. Hoặc là đưa các feedback của khách hàng lên trên Facebook để chúng ta thu hút thêm những cái khách hàng mới. Đấy. Thế cái quá trình chăm sóc khách hàng ở đây là làm để duy trì, thỏa mãn và làm cái quá trình tái mua. Và chăm sóc khách hàng thì chúng ta sẽ cần đến cái quy trình, cũng như là chúng ta cũng cần đến cái chi phí, cũng cần đến nhân sự. Bản thân chúng ta có thể tự làm nếu mà cái số lượng khách hàng ít. Đấy, còn nếu mà chúng ta mà có lượng khách hàng nhiều thì chúng ta nên có một bộ phận chăm sóc khách hàng để đo lường cái cảm xúc của khách hàng, đo lường cái sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, để giúp khách hàng trung thành hơn và tái mua và tiếp tục tham gia vào các chương trình livestream và thậm chí là inbox mua hàng cho chúng ta thông qua Facebook cá nhân, thông qua fanpage hay là thông qua website vân vân. Ok. Cái quá trình chăm sóc khách hàng như vậy rất là tốt các bạn, dù các bạn có bán hàng bằng livestream hay bán hàng bằng chạy quảng cáo hay Facebook cá nhân vân vân, thì đây là cái quy trình chuẩn trong tất cả những cái chương trình bán hàng thôi. Điều đó làm khách hàng trở nên thỏa mãn và được quan tâm hơn, và tạo ra cái mối quan hệ thân thiết với người bán hàng, với người mua, hoặc là với người livestream, với người xem.
và có thể giúp khách hàng trung thành tái mua nhiều. Và một cái bí quyết nữa là các bạn nhớ rằng nếu mà các bạn mà bán hàng thì các bạn hãy biến những cái khách hàng mua lẻ thành chính những khách hàng mua buôn. À, ví dụ như là mình bán quần áo cho họ, sau này mình cũng dụ họ, mời họ là ơ tại sao bạn không bán quần áo kiếm tiền thêm, tôi sẽ cung cấp hàng hóa, tôi sẽ cung cấp chương trình cho bạn, vân vân đó. Hoặc là các bạn có thể biến khách hàng trở thành đại sứ thương hiệu cho chính mình, tham gia vào quá trình livestream như tôi vừa nói. Vâng, thế thì tôi xin phép chốt lại cái video bài học này cho các bạn. À, thứ nhất là các bạn cần phải có quy trình chăm sóc khách hàng. Quy trình này bao gồm các bước như thế nào, thời gian như thế nào, tần suất như thế nào, cái quà tặng là gì. À, thứ hai là chúng ta chăm sóc những nội dung gì, ai chăm sóc, vân vân, được chưa? Thứ ba là chúng ta sẽ biến khách hàng trở thành đại sứ thương hiệu hoặc là livestream cùng với chúng ta. Thứ tư là chúng ta có thể biến khách hàng lẻ trở thành người bán hàng hoặc trở thành những người nhập hàng mua buôn của chúng ta. À, và chúng ta sẽ biến khách hàng mua một lần thành khách hàng mua nhiều lần, biến khách hàng xa lạ thành khách hàng trung thành. Đấy là cái ý nghĩa của việc mình chăm sóc khách hàng. Mình chăm sóc bằng cách nào, đúng không? Thứ nhất là mình có thể lên comment, mình nhặt nhạnh, mình trả lời, mình kết bạn, mình inbox, mình lấy số điện thoại, mình kết bạn Zalo, mình trò chuyện, mình offline, vân vân, như là một cái chương trình chăm sóc khách hàng thông thường thôi. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm các bạn nhé. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.